Kính chào quý vị và các bạn. Đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ dự báo sẽ còn duy trì trong ngày mai 22 tháng 4 với tâm điểm nắng nóng vẫn là khu vực Tây Bắc với mức nhiệt cao nhất lên tới ngưỡng là 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng gay gắt ngay từ những ngày đầu mùa. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng sẽ nhanh chóng giảm dần và chấm dứt khi mà từ đêm Chủ nhật sang đến thứ hai tuần tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống thì toàn khu vực sẽ được giải nhiệt bởi các trận mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt vì vậy sẽ giảm đáng kể từ 2 đến 4 độ. Ở miền Trung, từ nay đến hết ngày 23 tháng 4, nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn trên khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt ngày lên mức là 37 đến 39 độ, có nơi cao hơn. Sau đó đến khoảng ngày 24, ngày 25 tháng 4 cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực sẽ có mưa rào và dông trở lại cùng với nền nhiệt giảm mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chỉ còn trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Các khu vực còn lại của Trung Bộ cũng từ trưa chiều ngày 24 tháng 4, thời tiết có thay đổi đôi chút. Khi nắng sẽ giảm dần về cường độ, trời nhiều mây và mưa xuất hiện rải rác cùng với nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao vào ban ngày. Mức nhiệt trưa chiều tại Tây Nguyên vẫn ở ngưỡng là 31 đến 34 độ. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ lên tới mức là 33 cho tới 36 độ, có nơi còn cao hơn, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi. Trên biển, trong những ngày tới thì hầu khắp các nơi tại khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió Nam đến Đông Nam có cường độ yếu khoảng cấp 3, cấp 4, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Từ ngày 24 tháng 4, mưa rào và dông vài nơi xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Nam Biển Đông. Bản tin thời tiết cuối ngày 21 tháng 4 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.